cô cũng giúp cô hành hành thiện phòng nguyện cho ngài rồi không cô? Dạ chưa, con có đến chùa của ngài rồi ạ. Tú xin chào, tú chào cô đi. Chào cô đi. Con rất là mong đợi để được hành thiện với sự hướng dẫn của ngài, nhưng mà con chưa có đủ duyên ạ. Tôi là đâu mà tôi xin gia chào mà tôi là tại cái thầy mẹ mà nó rồi không hả? Dạ cô mà tí cho cô mà nó mà là mẹ mà con tới trường thiền của ngài con rất là hoan hỷ. Con thấy mấy vị tu hành rất là nghiêm túc rồi con thấy phong từ của ngài con cũng rất là hoan hỷ. Tôi vô xin gia là mẹ mẹ ta âm nhạc chi si đề tôi quan ta đề tôi chào xin mà tú là giao vui bị tú là chị chào nhà con về luôn vô ghi nhà tại thầy con về tú quá ta đẹp mà thì mới hôm rồi thì con có đi miếng điện con ở Wanita con hành thiền được 2 tháng mấy đó nhưng mà con cũng bị chướng ngại một số việc cho nên là con không có được ở được lâu dài. Tú ở gì mà Wanita drama à giang vô mà tôi tại tại giá a thuốc đi về nhờ lá khỏe hiện tại giờ thì có một số Phật tử ở Hà Nội vì ở nơi rất là xa xôi mà thời gian có hạn cho nên không thể tham gia được khóa tu cho nên tụi con đưa Phật tử đến và muốn đảnh lễ muốn cúng dường và để quý vị cũng mong được tạo một cái duyên để mai mốt được gặp lại ngài và được tu tập với ngài ạ. Hà Nội. Dạ, Hà Nội. Cái gì là chiều nay về không? Dạ đúng rồi. Còn cái gì kia. Còn mấy vị này hôm nay là tu theo tu luôn. Mở gì đó 1 tháng. Dạ có vị 1 tháng có vị 10 ngày. Có vị cũng sắp về rồi. Với em Vinh. Dạ. Tôi đi mà đã ra Hà Nội. Nhưng mà Hà Nội mà là trong số để đi biết mà đi biết đi mà này cái năm này mẹ đi mà để thầy mẹ luôn mà tôi mà à cũng luôn á luôn trên này xì luôn trên mà trên tiền đề cô tôi luôn trên này thương mẹ cô cứ đầu mẹ con Phật tử cung thỉnh ngài chỉ dạy để có một cái phương pháp để mà về Hà Nội có thể tự tu tập được. Cái gì nào mới là cùng dạ việc này à. Dạ. Nói chung tất cả chúng con đều mới hết. Dạ. Dạ. À, có vị thì cũng ở tu tập hôm nay nhưng mà cũng đều là mới pháp đều mới. Dạ, đến đó là chị. Nói gì chứ cũng biết ông bán ha. Dạ. Thì cũng biết nói chung vậy ha. Dạ con cầu. À, hô tại cơ má là xin gia tại giáp giá mà tại giáp giá vì bà tại thầy mà tiêu buồn. Giáp thầy mà tiêu buồn nhất thầy mà đâu. Đúng không? À, xem vừa đi mà tận nếp mà này, tận nếp mà này, tận nếp này. Tận nếp về. ยามแม่ยามแม่สู้ที่แม่คุยแม่เลยครับที่แม่คุยแม่คุยแม่ยามอ๋อเนี่ยกูซิบไปซิบปากไม่ยอมเลยกูไม่กูไม่แล้วกูจะทำแม่กูได้ตายเลยซิบปากเนี่ยซิบไปแม่ผมไม่ยังมีน้ำมักเลยฮะได้ไปแล้วแต่กูพูดมาชิวไหมกูกูมาผู้หญิงถ่ายก็ถ่ายยาวจะบันเทิงถ่ายบันเทิงแต่กูมาชิวแล้วแต่กูรีวันก็ได้ก็จะพองว่าไม่ได้พองเนี่ยปีนั้นก็จะรีบยันก็จะปีนั้นมาพองเนี่ยเป็นเรื่องใหม่như quý vị đó có lúc mà hơi thở vô cái bụng đó quý vị cứ niệm là phòng mà lúc hơi thở mình vô đó niệm là mình nhận là phòng mà lúc cái hơi thở mà nó ra nó sẽ tự nhiên sẽ và ghi nhận cô gắng ghi nhận ở cái bụng mà thở ra phòng xẹp cũng giống mình chú tâm ghi nhận đó nên là phòng ghi nhận tâm mình hơi thở đã ra tới giờ bình thường hướng tâm xuống hướng tâm xuống chỗ cái bụng hồng xẹp ghi nhận cái phòng lên niệm là phòng lúc xẹp cho mình là xẹp cái tất cả anh chị em thả lỏng như bình thường đúng ha xin vui được xin cho đời bộ này xin vui được xin cho đời bác cho bà đi xem phóng nào bị nặng giảm mà xin vui được xin cho đời bác đi phóng nào
bên lúc lúc mà mình lúc mà hành thiền sẽ nó có sẽ suy nghĩ tưởng tượng phóng tâm rồi nó sẽ hiện lên thì mình cho mình cái tâm hướng như suy nghĩ phóng tâm đó mình niệm là suy nghĩ phóng tâm liên tưởng còn cái suy nghĩ nó hết rồi mình cứ mình trở về được một chính ở bộ phòng mình sẽ hay nhất là phóng năm bên nào rồi đi cả một phóng năm bên nào cái mà mình để chịu vậy phóng này bên này đi cả thả chịu vậy à còn cái gì cô cố gắng ghi nhận bộ phòng sẽ cho rõ ràng dù rõ ràng bình thường thôi đừng có cái sự mà mình làm cho mình điều khiển nó để cho hơi thở mình nhưng mình đừng có để mình điều khiển đừng có điều khiển cái bụng nữa mình đừng có nhìn nó ai bị bỏ lại nhìn này cha này nãy này sai cứ ấy ai bị bỏ lại nhìn này nhìn này cha này nãy này ở đây biểu là sẽ có là bị làm à cái lúc mà như mình thì mình là cái lỗ tai mình sẽ có âm thanh ở ngoài và mình cũng hướng tâm với đó mình nghe cái âm thanh rồi mình nghe 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 cái âm thanh nó hết thì đó mình cũng cố gắng mình trở về cũng không xịt hay giả ra giả na bu ra ai ra đi trâu na đen na đi y ra đi cái bộ này làm bài rồi để biểu rồi không làm gì làm bài như cái lúc mà mình thiền nó cũng có là nó cũng có cái lạnh nó ngứa và nó có những cái nóng nó nực nó sinh khởi lên mình cũng có mình ghi nhận lên mình cũng có mình niệm nó hết luôn mình niệm nó cho cái là mình có mình hướng tâm mình niệm nó đó nó hết luôn rồi xong đó mình có mình trở về cái điều mục chính của phòng xẹp của mình đó. Cô nhắm mắt là cô tập cô mình cố gắng mình hiểu lầm rồi quan trọng mình thấy mình giữ đầu thẳng lưng thẳng mắt nhìn xuống chứ mình để mình thả lỏng tự nhiên hết được nó mới kìa mở mắt ra thì lúc này là không thấy đâu cả mà trước khi mà mình thành thiền xong đó mình mở mắt rồi mình mở từ 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 mình để mình mở trong cái chánh niệm ghi nhận cái mắt mình mở ra ghi nhận trong chánh niệm cái mắt được cái phong lạp bình nào bình mắt mình để cái siêu vật à thấy mắt được cái phong lạp bình nào bình mắt để cái siêu vật cái đó lúc mà hành thiền á mà lúc mà hành thiền lúc nào mình cũng cố gắng mình ghi nhận một phòng xẹp mà phòng mà xẹp mà lúc nào mình luôn mình cứ không ghi nhận nó hết. Tại vì nhà sau đây cái giờ lịch sinh phần này vừa mới về lại nên nhà lại này. Làm nên là sẽ đi làm nên là mà chưa qua đấy. Chà đấy, tất nhiên nên là chưa qua đấy, lại này chà. Như giờ nhà sĩ chỉ mình đi nhà sĩ đi kinh hành lúc là mà đầu tiên bắt đầu kinh hành á, mình đi nhanh khoảng chừng 15 phút là mình niệm là mình niệm hướng tâm về cái chuyện niệm là trái phải bước mình đi khoảng 15 phút đó xong 15 phút đó mình niệm là dở bước đạp 15 phút đầu niệm là trái bước phải bước rồi trong 15 phút đó tới mình đừng có đi nhanh mình đi từ từ niệm là dở bước đạp Dạ được khả năng lúc mà mình đi kinh hành lúc mà mình đi
Cái một đoạn đường đó, khoảng một đoạn đường đó nhé, khoảng một đoạn từ đây tôi xuống tới khoảng hai cây cột vậy đó, mình đi bắt đầu đi đi ngắn ngắn rồi xong lúc mình đi kinh hành xong tới đoạn đường ngừng đó, mình ngừng lại mình niệm là ngừng ngừng ngừng, niệm là ngừng lúc nên là đứng 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 lúc chuẩn bị xây á, mình niệm là xây xây xây. Mà thầy nó gọi là PV thầy thả. Lúc mà mình ngồi mình đi mình ngồi thiền đó, mình cố gắng mình ngồi ngồi đi ngồi ngồi lên ngồi ngồi xuống chậm chậm từ từ thôi, cũng ngồi trong chánh niệm luôn, ngồi niệm là ngồi 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 xuống ngồi xuống, mình muốn gì mình niệm nào, muốn đứng dậy muốn đứng dậy. Thế mà cái chỗ của mình là được quy là sanh là mà là vậy. Ở trong lúc mình hành thiền nó lúc mà đi qua hàng ngày cũng vậy, có lúc bất cứ hay trong tiền đường cũng vậy, mình làm cái gì mình cũng cố gắng giữ chánh niệm hết, lúc mà có giơ tay giơ tay ra hoặc co tay lần cũng cố gắng mình giữ chánh niệm luôn, mình niệm là co tay duỗi, mình niệm là duỗi duỗi duỗi, co là niệm là co sau đó qua đây là mặt qua này về nhà này là giáo đình chúng này là lên này làm nhà dù này son thề này là cái cổ này là cái ai ông cô lại cứ lại được mà nó được thay này dù này lẽ khỏe này khe này hóa này nhiều là chi biết của mà như là cái lúc mình đi mình xếp hàng mình đi ăn đức tôn thì là lúc ở mình hành thiền ở thiền đường về xếp hàng hay mình về nhà cũng vậy, lúc ở thiền đường mình đi là mình cũng có mình ghi nhận mình ghi nhận cái chuyển động đi và mình lúc đi nhanh đó mình có mình ghi nhận cái chuyển động mình là trái bước phải bước tới một cái chỗ ăn đó ngừng lại mình niệm là ngừng ngừng tới tới mình chỉ mình đưa tay mình múc múc cơm ra đó, mình cố gắng mình niệm là đưa tay co làm niệm là co tới cái bàn ngồi á mình niệm là ngồi lúc mà ăn đó mình niệm là lúc mà mình nhai đó mình niệm là nhai lúc phải hỏng ra mình niệm là hả lúc nhốt mình là nuốt tất từng đồng như là làm từ từ ha. Cái hơi bị đào vậy đó. Ngài nó chỉ dẫn như mình đủ rồi. cô có nói gì vững không? Dạ. Cô có hiểu không? Dạ, không có. À, đúng. Vững nhưng mà dần, anh khi cho con hỏi, có phải qua khóa này là ngày thiền sư đi ra Hà Nội không? đi tới già, đi ma tay thầy sạc khăn tà lát, đi về sinh ra Hà Nội cho bị chào. Tiền. Ngày xong tháng này ngày sẽ ra Hà Nội có 10 ngày mà ngày chưa biết sẽ ở chùa nào. Xin chỉ là mời được. Anh nên không có chờ chút đi đến ngày coi đến ngày coi giấy. Ôi phải có chùa biết nơi đến trước chứ ạ. Không ngày coi giấy lại. Ồ. Mấy ngày đó. Ngày coi giấy. Nhờ cái gì ấy? Đến cái đĩa đó cô kiếm đĩa cho cô này cô dẫn nghe. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Thì không mà cô có sắc mắt thì là xuống hỏi cái gì không hiểu rồi cứ hỏi. Dạ. Cái vì hỏi trong cuộc sống được chứ mình làm sao để vượt qua những cái khối lượng tập số mà khó đó. Coi. Dạ. À bao lâu Hà Nội mà này vô biết. Mời mình đi đây. Này đi. Để như là bốn cô ca sĩ ở Hà Nội. Dạ. Là cái má lê giáo Hà Nội mà này. Ôi là đâu? À, Hà Nội một đi mà. Hà Nội. This one. Hà Nội ngày 10 ngày nè. Dạ. Chùa nào thưa sư? Chùa Vũ Thắng. Chùa Đắk Lắk. Đà Nội trở lại. Hà Nội. Đi Hà Nội là. À. Đi phô nhìn hả mẹ? Để mà Hà Nội 10 ngày sau để cái siêu gã nè. Để siêu gã Vũ Trang Sư Đô. Sao không để muốn ai hỏi siêu gã nữa à? Phô nhìn cho nàng mẹ bà bảo. Bà phô nhìn nàng mẹ bà bảo là. Có tên của siêu gã đâu mà. Không có tên này, không có tên chùa. Có gì cô là không có siêu gã thôi mà. Con thấy có đăng trên thông báo của trang web mà không biết có đúng vậy không? Chùa gì cô? Chùa Pháp Vân ở đường Giải Phóng. Hà Nội cơ. Gọi chắc chạy ở đó là cô. Chùa Pháp Vân. Nhưng mà sư con thấy là cái bảng mà đang ở đây nó hiện 2 tháng là 1 tháng 3 cho tới là không có đâu mà 1 tháng à.
tháng rồi, tháng còn lại. Cái tháng sau cũng xin cái Dũng rồi. À, nghĩa là 1 tháng 4 cho tới 10 tháng 4 là ngày ra ngoài thuộc Pháp Vân á. Ngày đúng 1 tháng 4 là như Pháp Vân, vậy là đúng rồi đó. Dạ. Thấy có thông báo á trên... Đó, cái này có không có lịch hết trơn đi nè. Từ 11 tới 20 là 10 ngày ở chùa Vũ Thắng ở Đắk Lắk. Dạ, đúng rồi, con thấy nó giống như trong báo rồi. Hỷ Hương nè. Từ 22 tới 20, 22 tới 25 tới Đông. Có đi ở cái dạy ở thiền ở resort Sông Mây mà không biết cái địa chỉ đó ở đâu á. Sông Mây này có cái gì nè. Dạ, Bình Dương nè, ngày có đạn đâm mặt trước. Vậy là cái thông báo 2 ngày nè. Cũng đi nhiều nơi đúng không? Tìm tầm mặt trước tìm 2 ngày. 2 ngày ở Bình Dương. Cũng là của cô Thu Hà, cô Thỉnh nè. Dạ. Dạ. Ừ. Bình Dương, cô Thu Hà, cô Thỉnh. Dạ. Ở đây, ưu kiên nhật sản mặt đi. Thật ra không như tiền. À, ở cái gì hỏi chị Thư, cho tôi biết. Dạ, dạ, không, không. Phật tử Hà Nội, con cũng rất là mong chờ ngày đi ra tới Hà Nội để tụi con học hỏi thêm, để hiểu nhiều về, để có nhiều được học hỏi nhiều thêm để được hiểu biết nhiều hơn về pháp hành. Chú Akun Đông Đệ Ca Hà Nội, chị Du Sư. Chị dù xin gia hô hôm mà cho bà hôm mà sáu người về hôm mà chú ạ cũng phải thải chìm đi chọn mẹ sao u bì chọn mẹ hả y bài chọn mẹ sao u hôm mà sao u ngày sau đây ngày sau đây sẽ tới mãi 10 ngày. Dạ, dạ, quan hệ xa đưa ngày. Ở đây cũng tại vì những Phật tử đây họ sống ngoài đời á, cho nên cũng có rất là nhiều vị đến hỏi con làm cách nào để mà mình ứng dụng được cái pháp thiền vào trong cái cuộc sống á, để mà chiến thắng được cái thói hư tật xấu của mình và để vượt qua được những cái phiền não đó. Cái đó không rồi. Dạ. Cái đó Covid tiếng Anh không rồi. À, đúng rồi, Covid tiếng Anh. Cô dịch dùng cái đó. Cứ sư dịch luôn đi. Dạ, là cô dịch tiếng Anh dùng tiếng Anh. Con đang bị khản giọng. Dạ. Con đang bị khản giọng. Tại vì sư có nhiều cái tờ, chắc sư không có. Dạ, hơn nhiều tờ. Được á, chị giúp dùng. Dạ, dạ. Sư nghe được. Em nói lại. Thôi sư hỏi câu khác đi. Chứ con còn hà hạn chi. Nói chung là thiền để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày đó, để vượt qua những cái chướng ngại, những phiền não đó. Cái dịch gì được rồi. Nói về mặt gia hộ này rồi. Bây giờ ngài nói là để tới ra đâu tới Hà Nội ngài sẽ thiết cho nghe. Dạ. Ngài sẽ giảng thêm chỉ dẫn thêm ngoài. Bạn nào cũng biết ngoài cũng không có thiền viện. Mọi người sẽ chỉ dẫn đi cách sao mình áp dụng cái đời sống sao đi cách sinh hoạt hành thiền mình sống sao mình sẽ chỉ dẫn đi. Khi mà thở ấy, thở thiền thở để có cái hít vào thì bụng phình ra đúng không ạ? Mà đời thường thì hít vào thì vào bụng hóc vào luôn. Nhưng khi thiền thì để hít vào thở ra mà để lắng nghe tiếng thở của mình. Thì thực ra con thấy cũng hơi khó, nếu mà mình lúc đầu thì chắc phải chủ tâm vào cái thở của mình, để tâm đến cái thở của mình sau đó. Nếu không được cũng không thắc mắc ngại đâu. Không, để con muốn hỏi cách làm sao để hít vào thở ra mình để thì không để tâm đến nó. Nhưng mà hít vào thường là con để phình được bụng ra là rất khó. Dạ không, dễ như bây giờ thì nó
là nhưng mà lúc mà mình đi nhập hồn xẹp á, tức là sống hàng ngày đó, như lúc mình ngồi thiền, nhưng mà không có thiền gì, mình ngồi thiền ở nhà đó, mình cũng để bình thường cái bụng, lúc mà cái luồng gió mà nó vô cái bụng mình đó, mình lúc mà mình ngồi mình định tâm lại đó, cái luồng gió mà nó vô cái bụng đó, mình lúc mà mình niệm đó, bụng nó phồng đi nó xẹp xuống đó. Dạ. Chứ mình để nó bình thường hết, để cho nó thư giãn bình thường hết, mình đừng có cố gắng hay mình làm cho nó có cái phồng. Những cái đó mình làm cho nó phình lên, nó có cái phòng để dập, để cho cái bụng phòng sẽ nó tự nhiên. Dạ. Đấy, cái cây mà con khó trong con tập thiền là cái phòng sẹp đấy. Phòng sẹp á. Nó cũng không phải là nó khó, tại mình mới lúc đầu mình chưa quen, mình chưa biết thình lên thôi. Con không tập nhưng mà con chưa thấy. Lúc hít vào thường là bụng nó hóp vào theo. Cái đó là sai đấy. Đấy, chính cái đấy là sai, vâng, nhưng mà con chưa sửa. Không phải sai, sai với tự nhiên luôn. Sai với tự nhiên luôn, chứ không phải là sai với tu tập. Hết vào thì cái không khí nó cho bụng mình phình ra, chứ sao lại xẹp xuống. Nó phòng ở đây, cô, cái tâm cô nó chưa hướng vào, nó chưa có định tâm nhiều. Mỗi năm mình chưa có biết tâm định tâm nhiều, mình mới thấy gì đó. Khi mà cô anh nào mình hình thiền từ từ, mình không bồi gì từ á, có từ từ cái định niệm nó vô mọi từ cái người tử mình sẽ thấy, chứ mình đừng có cố gắng mình định nó thấy không thấy, mình niệm nó sao nó là sao vậy, mình niệm nó thấy sao mình cứ ghi nhận nó vậy. Không, nhưng mà cô ạ, đa số ở ngoài đời là thường được sao các cô. Thì bởi vì cho nên mình phải tập lại à, tập tùy từ chứ dạ. Mấy đứa trẻ, mấy đứa con nít, mấy vị để ý là tự nhiên của nó là cái bụng hít vào là cái bụng nó phình ra đó. Nhưng mà mình lớn hơn chứ sao mà mình thở riết sai đây, cô sợ thở sai là bệnh. Dạ con xin hỏi một câu ạ. Bình thường khi mà tập thiền thì tất cả mọi động tác đều trong chánh niệm, và những các về cái độ chậm thì nó so với sinh hoạt hàng ngày bình thường ạ, thì nó chậm khoảng bằng 1/10 thôi. Thế thì đối với những Phật tử như chúng con trong đời sống gia đình rồi trong công việc hàng ngày, thế thì nếu như chánh niệm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt, những cái quyết định hoặc những cái hành động nó sẽ bị chậm hơn phải không ạ? Có nghĩa là nếu mà theo cái phương pháp hành thiền này á, thì giữ chánh niệm á, cho nên cái mọi cái cử động của mình á, nó sẽ chậm, thì như vậy có chướng ngại trong cái công việc. Tôi qua ăn luôn để cả con má tự khai tự 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 sạc khăm như vậy á, anh nói một giờ này mà tôi ai lốn 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 để ra điện vô tát tí về 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 vô tay giấc mắt cùng lại mà cùng luôn này. Như tôi nói sinh hoạt hàng ngày á, mình cũng mà mình cũng có mình ghi nhận nó luôn, nó cũng sao mình làm cái mức độ mà bình thường á, chứ mình đừng có cố gắng làm chậm quá, mình làm cho cái tâm mình đi dễ ghi nhận được, mình cứ mình làm, mình có ép chứ làm chậm quá hay làm nhanh, mình tùy theo cái thời cơ mình làm. Ví dụ trong phát thiền này đặc biệt là mình phải cố gắng mình làm nó hơi chậm chậm, nên mình ghi nhận cái đề mục cho mình thấy cái pháp, cho mình thấy nó rõ ràng. Cái sinh hoạt hàng ngày chỉ lúc mình về nhà thì xong đó, mình cũng áp dụng trong chánh niệm sinh hoạt hàng ngày luôn, mà mình làm nhanh thì mình cũng ghi nhận nó là mình làm nhanh. Ví dụ trong thời điểm đâu làm chậm đó, mình cũng có ghi nhận là làm chậm, cũng không phải bắt buộc mà mình kiểu mình làm tâm sinh hoạt nghèo mà mình làm chậm luôn. Dạ thưa, con xin hỏi tiếp một câu nữa. Thường những các vị lãnh tụ, ví dụ như là theo con được biết Hitler một lúc có thể đọc cho 18 thư ký các nội dung khác nhau để họ tốc ký, hoặc là rất nhiều vị cùng một lúc có thể làm rất nhiều việc. Thế như vậy thì họ có chánh niệm trong cái từng cái công việc của họ làm hay không? Tức là cái việc đó, cái khả năng kiểm soát trí tuệ của họ tốt hay là họ xử lý linh hoạt trong cùng một lúc ạ? Có nghĩa là ở ngoài đời có những cái vị cái tâm họ không làm một cái không có chánh niệm để chuyên nhất vào một việc, mà trong một lúc á thì họ có thể họ làm rất là nhiều việc, nhất là những cái vị mà lớn á, những vị mà có trí tuệ danh nhân trong thế giới á, trên thế giới á. Từ mà danh nhân mà có cái gì đó hành thiền hay không? Không có hành thiền. Tất nhiên là không có hành thiền, nhưng mà họ xử lý một lần một lượt một rất là nhiều việc. Trong cùng một lúc họ xử lý rất nhiều việc mà rất chính xác, thì như vậy thì cái việc họ
có áp dụng cái chánh niệm trong một lúc mà cái trí tuệ của họ có phải là họ rất thông minh để phân phối một lúc có thể quyết định được 5 đến 10 việc cùng một lúc không? Nếu mà như vậy thì mình có thể cái chánh niệm này mình có thể ứng dụng vào trong những cái trường hợp vậy được không? Đúng không cô? Chị. Đi lô tú mê tú à lô mà cặp ba này nó à lô đó có ta chốt đồ ba nha con đề à lô con đề ta tí già làm gì à lô con này ta tí mới chịu luôn ta tí mới chịu tiền ám liền lúc quay xe ám liền luôn ngảm lèo mà cái nói ngảm hiểu không nghe hơi không hiểu ngảm hiểu có nghĩa là bây giờ ví dụ như bằng cái bây giờ bằng cái chánh niệm này thì con có thể ứng dụng vào trong công việc á một lúc á có thể là làm rất là nhiều việc được không chẳng hạn như vừa coi vừa đọc sách vừa nghe nhạc rồi vừa không làm một cái việc gì đó chẳng hạn hiểu sai vấn đề rồi ví dụ vậy đó các bạn nói gì để các bạn để xin lỗi cũng không cô hỏi là nó không phải về việc tu trí có thể mình ứng dụng này là thiền là vận dụng với tất cả mọi khác bạn hiểu hoàn toàn sai vấn đề không không hỏi nữa nhưng mà mình hỏi đó một cái lo cái lên thì hay là như tôi lúc mà mình sinh hoạt hàng ngày như cô nói mà hàng ngày phải không mà cái lúc mà mình làm mình áp dụng ví dụ mình làm công việc gì đó mà mình cố quá mình chánh niệm được à dạ thí dụ mình như nhà như cô đã thí dụ như cô đang quay phim ha như cô đang chụp hình đi nhập cái tâm cô đừng cái tâm cô cũng cố gắng chú tâm dùng mà cái sự cái tay mà đang xúc chạm giờ quán chụp hình đó tâm mình cũng có một kia cố gắng mình chú tâm mình ghi nhận nó luôn chứ mà như một cái chánh niệm tại vì mình là người mới á cái chánh niệm mình những cái định tâm mình cái còn là ít mình chưa có thể nào mà mình ghi nhận hết tất cả tới có lúc của mình hành thiện cái lúc mà cái tuệ cái tuệ minh sát mình nó phát sanh rồi đó cái chánh niệm chân định mình nó mạnh á đó cái tâm mình sẽ có thể mình ghi nhận tất cả hết về một vị sinh thể như bây giờ mình là cái nhiều cái thiện sinh như là đang bước đầu sơ cơ thôi mình chưa có thể nào mình ghi nhận như vậy được mình chỉ ghi nhận một cái đề mục là một đề mục thôi ví dụ bây giờ cô đang quay phim đó cái là cô chỉ là ghi nhận được một đề mục quay phim thôi. Thì cô là người mới chứ không có thể nào ghi nhận được cái